Vụ bé 8 tuổi ở Bình Thạnh bị đánh chết, tột cùng của tội ác. Ngày 21 tháng 7 tới, sau gần 7 tháng kể từ ngày xảy ra vụ bé VA bị bạo hành, đánh chết tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh, tòa gia đình và người chưa thành niên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái. Một trong ba tình tiết định khung của tội giết người mà cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố đối với bị cáo Trang là vì động cơ đê hèn. Để lý giải vì sao Viện Kiểm sát buộc bị cáo Trang phạm tội với tình tiết đê hèn, chúng tôi xin thuật lại những nội dung chính yếu mà kết luận điều tra và cáo trạng đã đề cập đến hành vi của bị cáo này. Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ 45 ngày 22 tháng 12, một bệnh viện tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận cấp cứu bé VA trong tình trạng mất nhận thức, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi nhập viện. Nhận thấy bất thường, bệnh viện đã trình báo cơ quan chức năng tại quận Bình Thạnh. Thời điểm đó, người ta truyền tai nhau rằng trong căn hộ chung cư hiện đại đắt tiền, một cháu bé đã chết vì mẹ kế tàn độc và người cha vô cảm. Cáo trạng thể hiện bị cáo Trang sống chung như vợ chồng với Thái và ở cùng con riêng của Thái là bé VA trong một căn hộ chung cư tại quận Bình Thạnh. Quá trình chung sống do tức giận việc gia đình Thái không cho Thái kết hôn với mình, cùng với việc Thái không muốn có con chung, nên trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến 22 tháng 12, Trang đã hành hạ bé VA bằng nhiều cách thức khác nhau, trong nhiều ngày, nhiều giờ. Ngày 7 tháng 12, trong vòng hơn một giờ đồng hồ, Trang bắt bé VA ngồi học bài trong tình trạng quỳ gối, hai tay giơ lên cao và bị đánh, mắng. 3 ngày sau, liên tiếp trong các ngày 10, 11 và 12, Trang không cho bé được mặc quần áo, dùng hung khí để hành hạ bé với nhiều cách thức man rợ mà chúng tôi không muốn nêu ra. Trang còn dùng tay chân đánh đạp vào bụng bé, vùng kín của bé. Kể cả khi bé vừa khâu vết thương ở bệnh viện về, đau lòng hơn cả, có 2 lần Trang bắt bé VA chui vào chuồng nhốt cùng một con chó. Đến ngày 22 tháng 12, Thái đi làm, còn bé VA ở nhà với Trang. Từ 14 giờ 6 phút đến 14 giờ 30 phút, Trang bắt bé VA quỳ để học bài. Sau đó thì được ngồi học đến hơn 18 giờ nhưng không cho mặc quần áo và bị đánh liên tiếp, dồn dập vào người. Đáng chú ý, Trang sử dụng cây gỗ dài, dùng tay phải để đánh, mỏi tay thì đổi sang tay trái. Đánh đến khi đã đau tay, Trang lại đeo bao tay vào để tiếp tục đánh. Mặc dù lúc này trên cơ thể bé VA đã có rất nhiều những vết thương tụ máu ở vùng mông, thắt lưng. Đỉnh điểm của tội ác, Trang cho biết vào ngày 22 tháng 12 là ngày bị cáo hành hạ bé VA nhiều nhất. Do bị tôi đánh nhiều quá nên bé VA xuất huyết ra nền nhà, tôi bắt bé liếm, tôi nắm tóc bé VA dúi xuống, trích lời khai của Trang. Chưa dừng lại, khi bé VA né tránh, Trang đã trói bé để lại tiện đường đánh tiếp. Khi bé ngã nằm xuống sàn, Trang tiếp tục đánh đập. Trang vừa đánh vừa chửi bới, sỉ nhục bé, cho đến khi bé VA bất tỉnh thì Trang gọi điện thoại cho Thái. Sau đó, Trang cùng Thái và bảo vệ tòa nhà đưa bé đến bệnh viện. Là cha ruột của bé VA, nhưng trong khi các bác sĩ đang cấp cứu cho bé, Thái lại tranh thủ đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera trên điện thoại di động của mình, xóa hết dữ liệu của 4 camera trong căn hộ. Tuy nhiên, trời không dung gian, phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã phục hồi và trích xuất được dữ liệu ghi nhận mà hình ảnh. Phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã phục hồi và trích xuất được dữ liệu ghi nhận hình ảnh mà Thái đã xóa. Qua giám định cho thấy 283 tập tin này không có dấu hiệu chỉnh sửa cắt ghép. Cũng từ đây, trách nhiệm của Thái trong cái chết của bé VA được hé lộ. Hành vi xóa dữ liệu camera của Thái không chỉ để bao che cho Trang mà cũng chính là xóa dấu vết hành vi tội ác của mình. Nếu như ban đầu Thái chỉ bị cho là vô cảm thì những hình ảnh tại camera lại thể hiện Thái có tham gia đánh chửi con ruột của mình. Ngày 22 tháng 12, khi Thái xem camera thấy Trang đánh bé thì gọi điện thoại nói đừng đánh nữa rồi tắt máy, không quan tâm sau cuộc gọi Trang có dừng đánh hay không, bỏ mặc cho hậu quả có thể xảy ra. Kết luận giám định pháp y cho biết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của bé VA là do các tổn thương mới xảy ra vài giờ trước khi tử vong. Nếu không bị đánh vào ngày 22 tháng 12 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân. Nếu hành vi tàn ác của Trang xuất phát từ sự tức giận, từ động cơ đê hèn như cáo buộc của Viện Kiểm sát thì đối với Thái, người ta không hiểu được nguyên nhân vì đâu mà một người cha có thể trở thành đồng phạm, bỏ mặc con mình bị hành hạ, bị đánh đập tới chết. Giá như ngày định mệnh, Thái tận lực ngăn cản Trang hay giá như bé VA không có một người cha như Thái thì sự việc đau lòng có lẽ đã không xảy ra. Tiếc rằng trên đời này từ giá như không hề có phép màu và vì vậy thiên thần VA buộc phải giả biệt trần gian, rủ mọi đau đớn để đi về chốn vĩnh hằng. Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, luật sư bị hại kiến nghị điều gì? Liên quan vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, ngày 19 tháng 7, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết đã có đơn kiến nghị gửi chủ tọa phiên tòa thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn. Trong đơn kiến nghị, luật sư yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung thay đổi tội danh hành hạ người khác sang tội giết người đối với Nguyễn Kim Trung Thái và bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị can Trang về tội giết người và hành hạ người khác, bị can Thái về tội hành hạ người khác. Theo luật sư Nữ, cáo trạng trích kết luận giám định pháp y nguyên nhân chết của bé VA là do phù phổi cấp do sốc chấn thương, các tổn thương bầm tụ máu mặt ngoài mông phải, xây sát da, bầm tụ máu thắt lưng, khớp vai là các tổn thương cũ cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân.
Kết luận giám định pháp y bổ sung đã giải thích thêm các tổn thương trên cơ thể bé VA mới xảy ra trong vài giờ trước khi tử vong là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết nạn nhân. Các tổn thương cũ xảy ra trước khi tử vong từ 2 đến 25 ngày là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân. Kết quả giám định đã kết luận các thương tích gây ra cho bé VA trước ngày 22 tháng 12 năm 2021 đã có tác động ảnh hưởng đến nguyên nhân tử vong của bé. Kết quả trích xuất giám định dữ liệu camera đã xác định Trang và Thái đã dùng roi, cây kim loại đánh bé VA vào ngày 22 tháng 12 năm 2021. Thái xem camera và đã nói Trang ngưng đánh đập bé VA. Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, qua trích xuất camera cho thấy Trang đã dùng roi ống kim loại, cây gỗ trực tiếp đánh vào bé. Thái dùng ống kim loại đánh bé, cả hai bắt bé cởi quần áo. Trang đánh và bắt bé chui vào chuồng chó, còn Thái cầm ống kim loại đứng bên cạnh. Đây là chứng cứ vật chứng chứng minh hành vi dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của bé VA. Hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp nhiều ngày tại một địa điểm, dẫn đến hậu quả khiến bé tử vong. Thái là cha ruột của bé VA nhưng cùng tham gia với Trang chửi mắng bé, dùng hung khí nguy hiểm đánh đập bé. Các lần Trang đánh bé, Thái đều nhìn thấy hoặc theo dõi qua camera. Theo luật sư nữ, hành động này của Thái là cùng thực hiện phạm tội và là động cơ động lực thúc đẩy cho Trang càng đánh bé VA. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng, mặc dù lời khai của Thái tại cơ quan điều tra cho rằng đã can ngăn Trang không cho Trang đánh đập bé VA, nhưng lời khai này mâu thuẫn với diễn biến vụ án, với chuỗi hành động của Thái. Do đó, Thái cần chịu trách nhiệm chính về cái chết của bé VA. Vì vậy, luật sư kiến nghị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả điều tra bổ sung vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, thay đổi tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái từ tội hành hạ người khác sang tội giết người. Tòa chỉ chiếu clip vụ bé 8 tuổi bị đánh chết khi các bị cáo chối tội. Sáng 21 tháng 7, tòa gia đình và người chưa thành niên thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án bé VA 8 tuổi bị bạo hành đánh chết tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh ra xét xử công khai. Đúng 8 giờ 15, hội đồng xét xử, chủ tọa phiên tòa thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố về tội giết người. Ba cháu bé là Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Đáng chú ý, cơ quan tố tụng cho biết chỉ trình chiếu các clip liên quan hành vi phạm tội khi các bị cáo chối tội. Việc chiếu những hình ảnh đó chỉ là việc làm bất đắc dĩ và khi trình chiếu đề nghị không livestream quay phim chụp hình, vi phạm sẽ bị xử lý. Cạnh đó, hội đồng xét xử cũng đưa ra yêu cầu với hình ảnh mẹ nạn nhân thì tế nhị vì phía gia đình không đồng ý chụp. Bước lên bục khai báo đầu tiên làm thủ tục là bị cáo Trang. Bị cáo này hơi run nhưng sau đó vẫn bình tĩnh trả lời các câu hỏi về nhân thân. Tiếp đó là bị cáo Thái trình bày có vợ và đã ly dị, có hai con. Hai bị cáo không có ý kiến gì về việc đưa vụ án ra xét xử ngày hôm nay. Trong phần thủ tục, chủ tọa cho biết trước phiên xử 2 ngày, hội đồng xét xử nhận được các đề nghị của hai luật sư xét xử vụ án công khai xác định tỷ lệ thương tích của bị hại, đồng thời xác định bị cáo Thái là đồng phạm giết người của bị cáo Trang. Hội đồng xét xử mời các luật sư trình bày rõ và đề nghị viện kiểm sát cho ý kiến. Sau phần thủ tục, lúc 9 giờ 15, hội đồng xét xử quyết định và hội ý về các đề nghị của luật sư. Diễn biến mới vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ luật sư Nguyễn Anh Thơm, luật sư đại diện gia đình bé VA, mới đây vừa cho hay Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định tố tụng cho luật sư tại Hà Nội. Theo luật sư Thơm, sau khi hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án, Tòa án Nhân dân thành phố đã bàn giao hồ sơ cho Viện Kiểm sát để giải quyết theo thông tư liên tịch số 2/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự về trả hồ sơ điều tra bổ sung. Mong rằng các kiến nghị của các luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu bé sau khi tòa trả hồ sơ sẽ được các cơ quan tố tụng xem xét công tâm, khách quan bản chất hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, luật sư Thơm bày tỏ. Trước đó, sáng 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang, người tình của Thái, trong vụ bạo hành khiến bé NTVA 8 tuổi, con riêng của Thái tử vong. Tại phiên xét xử sơ thẩm, luật sư Nguyễn Anh Thơm và luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm xác định tỷ lệ thương tật của bị hại trong các ngày 7, 10, 11 và 12 tháng 12 năm 2021, yêu cầu xác định bị cáo Thái đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử cho rằng kiến nghị của các luật sư về giám định thương tật bổ sung đối với cháu VA là có căn cứ, nên đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Cũng theo hai vị luật sư này, việc cơ quan điều tra có thiếu sót không trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích do các đối tượng gây ra trước ngày cháu bị giết chết là bỏ lọt tội phạm. Trong khi đó, kết luận giám định pháp y tử thi của bé VA đã nêu trên cơ thể cháu có rất nhiều các vết thương cũ, từ 2 đến 25 ngày, rất nghiêm trọng, dẫn đến cái chết, là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của cháu VA vào ngày 22 tháng 12 năm 2021. Đây được xem là căn cứ quan trọng để đánh giá tính nguy hiểm và làm căn cứ định tội giết người của Nguyễn Kim Trung Thái.